Nga Phú xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17 tháng 1. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Không khí lạnh hoạt động yếu hơn nhưng có thể xảy ra băng giá mưa tuyết. Miền Nam có nguy cơ khô hạn do ít mưa trái mùa. Dung nham núi lửa phun trào thiêu rụi nhà cửa ở Iceland. Mở đầu bản tin dự báo ngày hôm nay là những thông tin mới nhất không khí lạnh tại miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, những tháng tới dự báo không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, nhưng hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ trong mùa đông xuân năm 2023-2024 có khả năng xuất hiện nhiều hơn. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm 2024, hiện tượng El Nino có khả năng còn duy trì đến hết mùa xuân với xác suất khoảng trên 90%. Sau đó có xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung bình vào những tháng mùa hè với xác suất khoảng 60-70%. Nhận định xu thế khí hậu từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Dự báo không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, nên khả năng xảy ra rét đậm, rét hại từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại trên diện rộng và nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực vùng núi cao Bắc Bộ. Thời kỳ này, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, trong các đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống nước ta, đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đề phòng dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các tháng chuyển mùa, tháng 4, tháng 5 năm 2024. Theo cập nhật dự báo của cơ quan khí tượng, thì trong các tháng đầu năm 2024, miền Bắc có mưa nhiều nơi, nguồn nước vẫn đảm bảo cho thủy điện, trong khi ở miền Nam có nguy cơ khô hạn do ít mưa trái mùa. Theo cập nhật dự báo của cơ quan khí tượng, thì trong các tháng đầu năm 2024, miền Bắc có mưa nhiều hơn, nguồn nước vẫn đảm bảo cho thủy điện, trong khi ở miền Nam có nguy cơ khô hạn do ít mưa trái mùa. Theo báo cáo này, từ tháng 1 đến tháng 6, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, khoảng 1 đến 1,5 độ C. Trong đó, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ này. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024, tổng lượng mưa tại các khu vực Bắc Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại phổ biến thấp hơn 5 đến 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia báo cáo hiện tượng El Nino gây khô hạn ít mưa bão có khả năng còn duy trì đến hết mùa xuân năm 2024 với xác suất khoảng trên 90%, sau đó có xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung tính vào những tháng mùa hè với xác suất khoảng 60-70%. Thưa quý vị, mới đây một núi lửa đã phun trào ở Tây Nam Iceland, dòng dung nham nóng chảy sau đó tràn tới thị trấn gần đó và thiêu rụi nhiều nhà cửa. Theo Sky News, ngọn núi lửa nằm trên bán đảo Reykjanes đã bắt đầu hoạt động từ sáng ngày 14 tháng 1 theo giờ địa phương. Vụ núi lửa phun trào tạo ra một cột tro bụi lớn, đồng thời khiến dòng dung nham chảy về thị trấn Grindavik và thiêu rụi nhiều nhà dân tại đây. Tổng thống Iceland Gudi Johannesson cho biết gần 4.000 người dân ở Grindavik đã được sơ tán trước khi vụ phun trào xảy ra. Để ngăn cản dòng dung nham tràn vào thị trấn, giới chức địa phương đã xây dựng một hệ thống tường chắn bằng đất và đá, nhưng vẫn có nhiều ngôi nhà bị hư hại. Văn phòng khí tượng Iceland thông báo, đợt phun trào đầu tiên tạo ra một vết nứt nhỏ cách Grindavik khoảng 450 mét. Tuy vậy, khe nứt thứ hai đã xuất hiện sau đó, đưa dòng dung nham tràn vào thị trấn. Vụ núi lửa phun trào đã gây mất điện và nước trên diện rộng ở Grindavik, nhưng không ảnh hưởng tới các chuyến bay đi qua khu vực này. Kể từ năm 2021, hệ thống núi lửa tại bán đảo Reykjanes đã phun trào tổng cộng 3 lần. Tuy nhiên, các vụ phun trào này đều xảy ra ở các khu vực hẻo lánh và không gây thiệt hại nào đáng kể. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên 3 miền trong đêm nay và ngày mai 17 tháng 1. Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sương mù rải rác. Trung Bộ nhiều mây, có mưa rải rác và có nơi có dông. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác. Sau có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa, mưa rào dài rác và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, phía Nam có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26 đến 29 độ, phía Nam 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 4 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3,5 mét. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng sáng sớm và đêm mưa phùn và sương mù rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 24 độ. Thành phố Vinh nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Thành phố Huế nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Thành phố Đà Nẵng mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Những thông tin tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai, 17 tháng 1. Xin mời quý vị cùng đón xem. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.